đồng chí Trần Thị Kim Phượng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Long Điền B. Kính thưa đồng chí Lâm Long Phú, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Long Điền B. Đồng chí Phan Tấn Lợi, trưởng công an xã Long Điền B. Đồng chí Quỳnh Văn Úc, trưởng ấp Long Quế 1. Đồng chí Nguyễn Văn Mãi, trưởng ấp Long Hòa. Đồng chí Đặng Ngọc Ý, Chủ tịch Hội khuyến học xã. Đồng chí Quỳnh Trung Trí, Phó trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh. Cùng toàn thể quý vị đại biểu, quý phụ huynh học sinh. Thưa quý thầy cô giáo, toàn thể các em học sinh thân mến. Lời đầu tiên thay mặt cho ban giám hiệu nhà trường, tôi xin nhiệt liệt chào mừng quý vị đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và các em học sinh đến tham dự buổi lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 của trường Trung học cơ sở Long Điền B. Xin gửi tới quý vị đại biểu lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa quý vị đại biểu, dân tộc Việt Nam ta vốn có truyền thống hiếu học và tôn sư trọng đạo, nhất tự vi sư, bán tự vi sư. Từ thuở xa xưa cũng như hiện nay, cha ông ta luôn coi việc học như quốc kế sinh tồn, hưng thịnh. Bởi vậy, người thầy luôn luôn được xã hội kính trọng, tôn vinh. Thời phong kiến, quân sư phụ là bậc thang giá trị đã đánh giá cao vị thế xã hội của người thầy. Ngày nay, thầy giáo được vinh danh là kỹ sư tâm hồn, là người chiến sĩ trên mặt trận văn hóa, là những anh hùng vô danh, và nghề dạy học là nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý. Cách đây 35 năm, ngày 28 tháng 9 năm 1982, Hội đồng Bộ trưởng, nay là Chính phủ, đã ra quyết định số 167, lấy ngày 21 tháng 11 hàng năm làm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Quyết định này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước về vị trí, vai trò của nhà giáo trong sự nghiệp đào tạo lớp người mới, xây dựng xã hội chủ nghĩa và bảo vệ Tổ quốc. Kể từ đó, ngày 20 tháng 11 hàng năm đã trở thành ngày hội của giáo giới Việt Nam và ngày để toàn xã hội tôn vinh những người đã và đang đóng góp bao công sức, bao tâm huyết với sự nghiệp trồng người. Đây cũng là dịp để các thế hệ học trò bày tỏ tình cảm, kính trọng, lòng tri ân sâu sắc với các thầy cô, những người chở đò cần mẫn trên dòng sông tri thức. Đồng thời đây cũng là dịp để toàn xã hội thể hiện tình cảm tốt đẹp đối với những người làm công tác giáo dục, ghi nhận những cống hiến, đóng góp của ngành giáo dục đào tạo trong sự nghiệp giáo dục đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ, góp phần lớn lao vào công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đồng thời củng cố lòng yêu nghề của các nhà giáo. Sự tôn vinh người thầy không chỉ nói lên truyền thống tốt đẹp, tôn sư trọng đạo, ăn quả nhớ kẻ trồng cây từ ngàn đời nay của người Việt Nam, mà còn thể hiện niềm tin, lòng mong mỏi của toàn xã hội đối với thầy cô. Chính vì thế, đòi hỏi mỗi người giáo viên chúng ta không ngừng phấn đấu rèn luyện, trau dồi đạo đức, nêu cao tinh thần trách nhiệm đối với nghề dạy học, ngày càng hoàn thiện về phong cách và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và sứ mệnh trồng người mà Đảng và nhân dân giao phó. Kính thưa quý thầy cô, nhìn lại chặng đường phát triển của nhà trường, chúng ta trong mấy năm qua mới thấy sự lao động bền bỉ, sự cố gắng của mọi người. Trong đó quý thầy cô giáo là người đi tiên phong để làm nên thương hiệu của trường Trung học cơ sở Long Điền B như hiện nay. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, quý thầy cô giáo vẫn miệt mài lao động, học tập, rèn luyện, cống hiến cho sự nghiệp đào tạo của nhà trường và cho đất nước. Tôi xin gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến tất cả quý thầy cô giáo đã tận tâm, tận lực với sự nghiệp của trường, đến tất cả mọi người, mọi tấm lòng vì nhà trường. Kính thưa quý vị lãnh đạo, giáo dục xã Long Điền B trong những năm gần đây có nhiều khởi sắc. Chúng ta thật tự hào khi trường Trung học cơ sở Long Điền B chuẩn bị đạt chuẩn quốc gia và có nhiều thành tích đáng trân trọng như giáo viên dạy giỏi cấp trường 29, cấp huyện 5, giáo viên viết sáng kiến đạt giải cấp trường 35, cấp huyện 11, trong đó có 4 sáng kiến đạt giải B và 7 sáng kiến đạt giải C, có học sinh giỏi văn hóa 1, ca múa nhạc 3 đạt giải cấp huyện. Chúng ta lại tự hào hơn khi có cơ sở vật chất mới, đẹp, khang trang, chuẩn bị đáp ứng tốt cho việc dạy và học. Trong năm qua, chất lượng học lực
khá dội, 73,05%, không có học sinh yếu. Hạnh kiểm khá tốt, đạt 99,75%. Đầu năm học 2017-2018, huy động học sinh ra lớp đạt 99,12, cao hơn so với năm trước và cao hơn so với mặt bằng chung của huyện. Hiện nay số lượng học sinh tăng lên 9 em do chuyển đến, tỷ lệ 102% so với huy động đầu năm. Đây cũng là bước khởi sắc để thu hút học sinh và dần tạo được thương hiệu cho trường. Trong những ngày qua, để chào mừng ngày lễ Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 và hưởng ứng tuần lễ dân số lần thứ 31, trường cũng đã tổ chức nhiều hoạt động và phong trào bên chuyên môn cũng như bên ngoài giờ. Về chuyên môn, thao giảng chuyên đề được 13 tiết, trong đó giỏi 11 tiết và khá 2 tiết. Dạy lồng ghép giáo dục dân số môi trường 12 tiết. Dạy ứng dụng công nghệ thông tin 51 tiết. Sử dụng đồ dùng dạy học 747 lượt. Dạy tốt 35 tiết. Một số phong trào bên ngoài giờ như là tổ chức cuộc thi an toàn giao thông cho học sinh, tổ chức thi tìm hiểu biển đảo quê hương, tổ chức meeting hưởng ứng tuần lễ dân số lần thứ 31, hội thi làm báo tường, báo ảnh, thực hiện kế hoạch vườn hoa học tốt, hội thi vẽ tranh chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam, tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường, hội thi thể thao cấp trường, hội thi tìm hiểu tư tưởng đạo đức phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Chúng ta tự hào vì chất lượng đội ngũ nhà giáo của trường mỗi năm được nâng lên. Tất cả chúng ta không ngừng phấn đấu nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trình độ lý luận và thực hiện tốt đạo đức phẩm chất nhà giáo, đúng với tinh thần nội dung cuộc vận động mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo. Nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam hôm nay, thay mặt lãnh đạo nhà trường, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến lãnh đạo các cấp, các doanh nghiệp, các tổ chức, đoàn thể, nhân dân xã nhà cùng bao thế hệ thầy cô giáo, các bậc phụ huynh đã quan tâm giúp đỡ, chung tay chung sức xây dựng nhà trường được như ngày hôm nay. Trước mắt chúng ta, những bất cập khó khăn vẫn còn, nhưng với sự phấn đấu không mệt mỏi của tập thể trong hội đồng sư phạm nhà trường, sự đồng thuận của phụ huynh, nhân dân, sự quan tâm của lãnh đạo các cấp, chúng tôi nguyện phấn đấu đưa giáo dục xã nhà nói chung và trường trung học cơ sở Long Điền B nói riêng lên một tầm cao mới. Một lần nữa, thay mặt toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trường trung học cơ sở Long Điền B, xin gửi đến quý vị đại biểu lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Chúc quý thầy cô giáo có nhiều niềm vui trong sự nghiệp trồng người đầy cao cả. Chúc các em học sinh chăm ngoan học giỏi. Chúc buổi lễ thành công, tốt đẹp. Xin cảm ơn và trân trọng kính chào.